bẩn như giấy lau miệng. Dùng giấy vệ sinh thay cho giấy ăn sẽ để lại một lượng bụi giấy không nhỏ trên da, trên miệng. Nếu như chúng ta hít phải lượng bụi giấy này sẽ làm tổn thương các phế nang và gây nên các bệnh về phổi. Tiến sĩ Trần Quang Tùng, Viện Kỹ thuật Hóa học Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, giấy bẩn ngập bàn ăn. Theo khảo sát của phóng viên báo Gia đình và Xã hội, tại nhiều quán ăn, đặc biệt là các quán ăn trên vỉa hè, ven đường vẫn chuộng loại giấy ăn bản vuông với nhiều màu sắc, trong đó chủ yếu là giấy màu xám đục. Đặc điểm của loại giấy này là bề mặt sần sùi, thỉnh thoảng còn sót lại nhiều vệt màu xanh, đỏ, tím vàng, và đặc biệt loại giấy này khá cứng, có thể làm tổn thương vùng da quanh miệng khi sử dụng, nhất là đối với làn da của trẻ nhỏ. Không những thế, một số quán ăn bình dân nhỏ lẻ vì muốn tiết kiệm chi phí còn chuyên dụng cuộn giấy vệ sinh thành những cuốn ăn trên bàn. Có mặt tại một quán phục vụ đồ ăn sáng trên đường Trung Kinh, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những cuộn giấy vệ sinh đang ngự trị cạnh các ống đũa trên bàn ăn. Nhiều thực khách có mặt trong quán cũng vô tư dùng giấy để lau bát đũa, lau tay hay thậm chí là dùng để lau miệng sau khi ăn. Khi được hỏi về việc có nên dùng giấy vệ sinh thay thế giấy ăn trong các bữa ăn hay không, nhiều người tỏ ra ái ngại trả lời không nên. Một số khác cho rằng nếu không có giấy ăn chuẩn thì dùng tạm giấy vệ sinh cũng được, vì có còn đỡ hơn không. Trong khi đó, nhiều thực khách khác khó tính cũng nhất quyết phản đối về việc dùng các cuộn giấy vệ sinh hoặc các tờ giấy đen ngòm trên các bàn ăn, vì theo họ, việc làm này vừa mất mỹ quan, vừa không đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng. Giấy vệ sinh ngập bàn ăn không chỉ là câu chuyện của các quán ăn bình thường, mà ngay cả tại một số gia đình, loại giấy này cũng trở thành giấy đa năng, tức là không chỉ sử dụng với chức năng trong nhà vệ sinh mà còn được sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt thường ngày. Về chi phí cho loại giấy này khá rẻ, chỉ khoảng vài chục nghìn là có giấy dùng cho cả tháng. Tuy nhiên, đa phần những người được hỏi về tác hại lâu dài của việc lạm dụng giấy vệ sinh để trừ miệng đều lắc đầu không biết, vì lý giải rằng đã quen sử dụng vì vừa rẻ vừa tiện lợi, lại chưa thấy tác hại gì. Rước họa vì ham giấy rẻ. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Trần Quang Tùng, Viện Kỹ thuật Hóa học Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, mỗi loại giấy sản xuất ra đều có chức năng khác nhau, do vậy nó cũng đòi hỏi các quy chuẩn khác nhau. Cụ thể, giấy ăn và giấy vệ sinh cùng được sản xuất từ một bột giấy, tuy nhiên nguồn nguyên liệu bột giấy là khác nhau. Giấy ăn sẽ được sản xuất từ các nguồn có bột giấy từ thiên nhiên có hàm lượng cellulose cao như tre, trúc, gỗ, cỏ. Trong khi đó, nguồn bột giấy dùng cho việc sản xuất giấy vệ sinh chủ yếu nguồn nguyên liệu là giấy tái chế, nghĩa là loại giấy phế thải như giấy báo, giấy viết tay, giấy in, bịt carton, bao xi măng, đem về hòa tan trong súc NaOH, sau đó loại bỏ mực in, tẩy trắng, chủ yếu dùng nước Savel, cuối cùng là lên khuôn thành bản giấy. Tiến sĩ Trần Quang Tùng phân tích. Theo tiến sĩ Trần Quang Tùng, đối với giấy vệ sinh hoặc giấy kém chất lượng, nếu không được xử lý tốt trong quá trình tái chế sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe rất lớn. Chẳng hạn, trong giấy còn sót lại mực in chưa được xử lý hoặc các hóa chất tồn dư trong quá trình tái chế, do đó khi dùng giấy vệ sinh thay cho giấy ăn sẽ để lại một lượng bụi giấy không nhỏ trên da, trên miệng. Nếu hít phải lượng bụi giấy này sẽ làm tổn thương các phế nang và gây ra các bệnh về phổi. Mặt khác, trong quá trình sản xuất giấy vệ sinh, tay chân của công nhân không được vệ sinh sạch sẽ, tiềm ẩn nhiều vi khuẩn, vi trùng. Các vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào giấy trong quá trình xử lý, đóng gói, vận chuyển và tiếp tục xâm nhập vào cơ thể con người trong quá trình sử dụng, gây ra các bệnh như tiêu chảy, tả lị, thương hàn, nhất là những người có sức đề kháng kém. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tiến sĩ Trần Quang Tùng khuyến cáo người dân nên sử dụng giấy vệ sinh thay cho giấy ăn. Nên sử dụng giấy ăn và giấy vệ sinh đúng mục đích vốn có của nó. Tiến sĩ Trần Quang Tùng cho biết thêm, người dân cũng không nên dùng giấy ăn thay cho giấy vệ sinh vì đây là lãng phí. Mặt khác, giấy ăn khó bị phân hủy hơn giấy vệ sinh, do đó nếu sử dụng nhiều lần, không nên lạm dụng. Trong các trường hợp không quá cần thiết, không nên lạm dụng sử dụng một số loại giấy, kể cả giấy ăn và giấy vệ sinh. Ví dụ, hạn chế dùng giấy ăn trong các quán ăn để lau bát đũa, nhất là loại giấy bản vuông nhỏ có màu xám đen, bề mặt sần sùi, có nhiều vết mực đen, vì đây là loại giấy có quy trình xử lý rất ẩu, tồn dư nhiều mực in và hóa chất, rất có hại cho sức khỏe và người dùng. Theo tiến sĩ Trần Quang Tùng, giấy để sản xuất làm giấy ăn phải đảm bảo dai mịn, khi lau không để lại bụi trên da hoặc trên tay hoặc trên vật dụng được lau. Loại giấy này thường có màu trắng ngà, không trắng lóa vì ít bị xử lý bởi hóa chất tẩy trắng. Trong khi đó, giấy vệ sinh phải đảm bảo có độ xốp nhất định, dễ hút nước và quan trọng là dễ phân hủy sau khi dùng, do đó nếu dùng giấy vệ sinh lau tay mà để lại những hạt bụi nhỏ trên da tay,